điều động xe năm đi lấy hàng, và xe năm sẽ làm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Còn khi đến cái việc anh nói là khách hàng phải chạy vào gọi xe năm để anh giữ ở đây ngay nhau thì anh cũng không thể làm cái đó đúng rồi. Nếu như mà thực tế như vậy thì bên em xin ghi nhận vấn đề này, em sẽ chuyển cho phía